Nay là sinh nhật Đức Mẹ. Bây giờ sắp đi về không có pháo Happy birthday Đức Mẹ. Anh đây. Gì tháng vậy này mà để em pháo đang chụp nữa. hình với mẹ tắm. Tháo cái bọc ngoài á hả? Anh chụp chụp hình em với mẹ anh tắm nha. Mình Anh chụp tháo ra selfie tại rồi vì hả? công ty muốn để cái bọc này á lúc mà mua từ Cali về á cho nó sạch Từ sẽ sáng rồi rồi mình thôi chứ gì đem ừ làm. thì đó, em nói là hôm nay sinh nhật Đức Mẹ thì em muốn xé cái bọc này ra Mấy tại lấy vì thánh giá hay là rơi phát cho thánh các chú. mình không biết khi nào mình có cái chỗ bên ngoài vườn cho Đức Mẹ, mình chưa có ready. Sao để mẹ ở ngoài tội nghiệp kìa. Thì đó, em ở đây thì em cầu nguyện rồi em hay Để mẹ ở trong này chứ gì ôm ôm vậy. Đức Mẹ. Bởi đi ra đường sao Ờ, rồi. Để nhưng mẹ ở mà ngoài thường đường thường trong. mẹ có cái vườn rồi mình trồng hoa rồi ví dụ mình có cái hội đọc kinh đó thì mình ra ngoài đó mình đọc kinh này đó, đọc kinh cầu nguyện bên ngoài thường thường vậy đó anh. Thì em cũng ước mơ là có Đức Mẹ ngoài vườn đó. Mẹ ở trong nhà cũng mẹ cũng ngoài vườn cũng giống nhau vậy, mẹ ở đâu cũng có. Hôm nay là sinh nhật Đức Mẹ, happy birthday Đức Mẹ anh. Bên đây Ừ. mẹ Nhiều lúc quá mình cầu nguyện ngay mình thì tới bớt mình đây ôm mẹ mẹ. Ừ. Casey nó cũng bữa nó muốn cầu nguyện gì á nó cũng tới ôm Đức Mẹ anh cầu luôn. nguyện. Mẹ là mẹ của chúng con. Rồi rồi. Happy birthday rồi quá đẹp luôn rồi. Ôi mẹ đẹp quá. Rồi, mình treo cái mâm tôi đây. Càng hạt mâm tôi. Để cái này lồng dưới là nó dính á, nó nhám á, nó có tuột. Mấy mẹ trong nhà chứ lộn mẹ này rồi đấy. Đẹp quá Ê, hả anh đem mẹ xuống dưới nhà. mẹ ơi, xin mẹ cầu nguyện cho gia đình chúng con và cho hòa bình thế giới. Ngày Đức Mẹ. Ôi, trùng hợp ta, sao anh Huy mặc màu xanh, em cũng màu xanh, Casey cũng màu xanh luôn. Ngày Đức Mẹ Xem mình màu đi xanh luôn kìa. ở trong đây màu xanh luôn. Sinh nhật Đức Mẹ ở nhà thờ Mỹ của gần nhà Cam Thi á, có tổ chức picnic. Thì bây giờ mình thì mới làm rau câu vân sơn thủy à. Ừ, nhưng mà có bỏ strawberry vô nữa nên cả nhà Cassie, thấy màu đỏ đỏ để vậy mình lái không? được không? Ừ, lạnh lắm. Để vậy lái Bây được không? giờ mời cả nhà đi chơi cùng gia đình nha, picnic. Ui rồi. Ok. Let's go. Giờ như hôm nay cũng nóng hả anh hả? Trưa nay mấy độ đây? À, 78 độ. Để phía sau mình ba đi coi. Okay. Hi. Con chào ấy con. Chào. Chào bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Ôi, đây là nhà thờ, đằng sau lưng của nhà thờ. Holy Family. Bây giờ mình ra phía park, đằng sau park. Đông không? Rồi ha, bữa nay cây đẹp trời. Ờ, cái xe. Để đâu? À, để chỗ dessert á, dessert và tráng miệng á. Paris em hai kìa đó, bàn kia túc bên kia kìa. Uống cái xe ăn đi con. Dạ. Có hamburger đằng kia hay còn ha. Food nè, đi chết nè. Trời ơi, cái gì bánh ngọt quá trời luôn. Lấy tặng cookie ngọt không con? Ra lấy rồi ăn không? Dạ.
They can see. Here we are, huh? Yes. Here we are. It's nice. It's nice weather today. You know, we usually have decent weather. Mm. You know, I mean, we really have been very fortunate. Yeah. I mean, it might be windy. Today is gorgeous. Perfect. Yes. Today, Mary, Holy Mary's birthday. Mary yes. Mother. Yes. Yeah. So, I mean, the whole, are you talking about Mary's stewardship piece? I end up taking two now. Thank you very much. I appreciate it. Huy ăn gì còn che che nữa anh. Dưới đằng kia hả? Ok. Before we get started, I just wanted to say a few words about the Knights of Columbus. Is we love to cook stuff, and so we're more than happy to be here to serve. And we thank Ken Jackson, who put this event together. Frank is always the head of our kitchen activities. And all good. Thank you. How did I get here? Are you going to the sacrament? Cái gì nãy giờ con ăn gì con? Lettuce, vegetable. Ngon không? Quen đây đi ngon. Rồi, ăn nhiều quá nè. Cái cây với dessert. What's called? Who is with you? Oh, my daughter. I know, Casey or Casey? Casey. He's still in college. Casey. My husband here. Wow. Thank you. Is he here? I recognize you. Oh, so you can go over here. You can? Already eat? Yeah. Ooh, no. Lot of food. Yeah. Check your picture. Oh, that's it. Okay. Thank you. Huh? Đông quá. Nhà thờ này á là gần 5.000 người anh. Nhà thờ của mình đi á, ở đây là Holy Family. Gần 5.000 người. Hơn hả? Gần 2.600 family. 2.600 một family và average là khoảng 3 người, 4 người đi. Average family 4 người đúng không? Gấp đôi đúng rồi. Chắc thì nghĩ cũng 6.000. Feel bad that you didn't have a... Rồi tiệc tàn rồi. Bye, see you at church. Tan rồi. Vui à. Hi, thank you. Nhà thờ Mỹ gọn gàng ha. 2 giờ đến 3 rưỡi, tới khoảng 1 tiếng rưỡi à. Nhiều người cũng tới trễ ha. 3 rưỡi mới tới. Trời ơi, đây vui. Hồi nhỏ cây city là khoái ở đây lắm. Xích đu này nè. Đây mát quá ha. Cái đây mùa thu á anh. Mùa thu chắc cũng đẹp á. Anh, em. Ủa? Mùa thu á mà vô đây cũng mát. Đổi màu chưa ha. Hôm bữa mình có tấm hình đứng đây nè anh. Con, nhớ không? Cây lá rụng nè. Rồi, bye bye. Picnic đã xong rồi cả nhà. Happy Sunday. Birthday mẹ Maria. Happy birthday Mary. Happy birthday to you.
see you next time. Xuân mới cho đời mẹ đưa con đi.